trước được 500 với địch là của hai xe là được 10 đồng. Bây giờ được bắt đầu vô free game nha các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với My Kitchen Channel. Hôm nay mình mời các bạn cùng mình ăn buffet ở Yamava Casino nha. Ok, mình lấy king crab and salad tôm mời các bạn nha. Ok, regular decaf. Tôm này á, nó dai mà nó giòn. Làm cái thứ mễ đấy các bạn. Nó có cà, có hành đỏ, tôm được trụm sơ cho nên nó giữ được độ giòn và dai. Còn về cua này á, hôm nay nó không có cua nóng mà nó có cua lạnh. Cua lạnh này á thì mình nghĩ cái nó đã luộc rồi cho nên khi mà mình ăn á nó ngọt nhưng mà nó chỉ có lạnh thôi các bạn ạ. Ngon, ngọt, thơm. Ok, thôi mình ăn lát gặp các bạn sau nha. Cuối cùng mình cũng đang ăn xong cái dĩa cua với lại tôm, salad tôm mà. Ngon quá các bạn. Mời các bạn uống nước Sprite nha. Sorry. Yeah. Carefully, they have water inside. Bỏ ống hút vô uống mới được. Ok, bây giờ mình mời các bạn dùng cái này là, các bạn biết con cá kiếm không? Đây là thịt con cá kiếm nha. Mình ăn ít đậu que, broccoli. Và cái này là sườn heo non, nó được giống như, nó làm giống như là nướng lên đó. Mình không thấy không, không có oil, không có dầu nhiều lắm. Và cái này là, nó gọi là prime beef phải. Prime beef. Thì lát mình sẽ lấy cục steak, cái này cũng là dạng steak mà nó là nó nướng nguyên cục thịt bự á, cục bò bự, bự bò bự á. Ok. Ok, bây giờ mình thử nha các bạn. Đầu tiên là mình ăn thử cá kiếm nha. Con cá mà có cái mũi dài, cái kiếm á. Thịt cá kiếm. Thì cái này người ta chỉ có steam á, là người ta chỉ hấp lên thôi các bạn. Người ta không có niêm gì nhiều hết nên mình nghe mình ăn thì mình thấy được cái mùi của thịt cá kiếm. Nó không có ướp mùi vị gì hết, nó chỉ một dạng cá hấp thôi. Và bỏ một tí bơ và chanh lên thôi. Đậu que thì các bạn biết rồi, mình ăn thử đây nha. Đậu que này á, người ta hấp sơ lên và người ta xào một tí oil cho nên nó không có mềm lắm mà nó còn có độ dai và giòn nha. Mình ăn thử bông cải xanh nha các bạn. Bông cải xanh đây thì mình nghĩ chắc nó cũng hấp luôn quá. Bông cải xanh này á, khi mà người ta luộc, người ta bỏ thêm một tí bị niêm vô á, cho nên bông cải nó được nghe mùi hơi măng măng ngọt ngọt một tí, ngon lắm. Nó không có mềm lắm, nó giòn các bạn. Bây giờ mình thử cái sườn heo non nướng nha các bạn. Thì mình thấy nó tựa giống như là thịt heo quay vậy đó. Bạn thấy không, nó có gân nè mà không thấy mỡ đâu, người ta nướng sạch mỡ hết rồi.
ngon, thơm, không không mỡ nhiều, không có lên miệng, mình ăn mà thấy ngon, healthy, không mặn vừa ăn các bạn. Giờ mình sẽ ăn thử farm beef nha các bạn. Thì cục thịt bò bự đó, khi mà người ta ướp xong người ta bỏ vào lò nướng á, thì nó sẽ có cái nơi màu đỏ, cái nơi màu chín nhiều, thì mình sợ ăn đỏ cho nên mình chỉ có ăn cái phần chín thôi. Mình kêu người ta cắt một phần nhỏ thôi, tại mình không dám ăn nhiều lắm. Ok, mời các bạn nha. Vừa ăn ngon các bạn. Lát mình gặp các bạn sau cho việc kế tiếp nha. Mình quên đó các bạn, là mình lấy Tabasco này nè, chế vào cái steak á, ăn nó có rất là ngon nha các bạn. Người ta có thể ăn dạng ăn với thịt bò với dạng A1 nữa, nhưng mà mình ăn cái này thì nó có vị hơi cay cay theo kiểu nó cũng ngừng mễ, mà nó có vị giống như người Asian mình á, cho nên mình cũng thích ăn để cho nó có kiểu người Asian mình chút xíu á. Nè, chấm vô nè. Hơi cay cay và chua chua nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục review food với những cái món. Đây là cải làng nha các bạn. Còn đây là cục filet mignon beef steak. Và đây là bông cải xanh. Nãy bông cải xanh đó, mà là dạng non, nó còn là nguyên cái thân dài nè. Mình sẽ ăn cho khác biệt như thế nào. Và này cục sausage. Và mình lấy luôn cả một cái một miếng bò stew, ăn thử ra sao nha các bạn. Ok, đầu tiên mình sẽ thử bông cải xanh mình dạng non đó các bạn. Nó còn nguyên cái thân cây giống như vậy nè, không còn nguyên cái thân luôn, cái bông nó còn non như vậy nè các bạn, thấy không, nó không phải đóng lại một khối. Mình thấy nè, mình ăn thử nha. Giòn, ngon, non hơn cái cục kia nhiều các bạn. Nó cũng là người ta hấp hoặc là luộc sơ lên á, nên nó vẫn giữ được cái độ giòn và giống như là còn dạng non của mùi mùi rau á. Bây giờ mình cắt thử cục bò bít tết ăn thử nha các bạn. Đây, bít tết này á, thì nó gọi là well done rồi các bạn, nó không còn đỏ trong nữa nha. Ngon, nhưng mà phải chế thêm một ít tabasco vô. Nó là ớt mễ, nó có vị chua chua mà làm ớt, cái mùi cũng giống như người mùi Asian mình á. Ăn với steak thì cũng rất là ngon. Mình cắt vô ở giữa thì nó vẫn có cái vị hồng hồng nha các bạn. Filet mignon đó là trong thịt bò đó, thì đa số nó là phần mềm nhất, nó không có gân, nó là chỉ là một miếng thịt bò như vậy thôi, và nó lấy một miếng mềm nhất đó và nó cắt ra nó làm steak cho mình ăn. Ngon, mềm mà trộn có mùi thịt bò quyện với tabasco ngon. Bây giờ này là sausage, mình sẽ thử sausage nha. Sausage này là kiểu Ý, thì hôm nay tất cả đồ ăn nó đều được làm theo kiểu Ý, mà hôm nay mình thấy mình ăn nhiều lần rồi mà hôm nay mình thấy là đồ ăn nó không làm mặn nên mình thích. Ý á, thì đồ ăn bên Âu Châu đa số nó mặn các bạn. Sausage thì ngon nhưng mà nó hơi có vị mặn. Giờ mình qua thử cải làng. Cải làng chắc các bạn biết rồi, nếu mà các bạn từng ăn ở trong cái gì ta, ăn ở trong điểm sắm á, thì thường thường nó có cải làng này.
cái này cái làng của người Tàu, nãy mình lấy một ít cái làng bên Tàu để ăn chung với thịt bò hầm á, thử coi ra sao nha. Cái thì cái làng này thì theo mình thì nó đã bị overcook rồi, có nghĩa là nó luộc quá chín cho nên nó không còn độ giòn nữa và nó mềm lắm. Bây giờ mình ăn thử cục bò hầm nha. Nãy beef stew á. Ờ cái này nó cũng mềm èo à. Thì nó như vậy nè các bạn. Mình cắt ra. Sorry nha, tại ông Mỹ đen này nó mập quá lắm mình. Đây. Mình ăn thử nha. Cái này là nấu theo kiểu người Hoa á. Thì mình thấy ăn nó tựa tựa giống như bò kho rồi đó, nhưng mà nó không có thơm và đậm bằng mùi bò kho của mình. Thịt thì nó mềm cục ra như nè, và nó hầm rất là lâu. Ok, thôi bây giờ mình ăn, lát mình gặp lại bạn dĩa sau nha, còn lúc đó mình sẽ review cái dĩa kế về đồ ăn nha các bạn. Ok, bây giờ mình hơi no các bạn, cho nên hồi nãy á nó có cái quầy gọi là xào rau với lại cơm á, thì mình lại mình kêu lấy xào thử một ít nấm nè, bông cải xanh, ớt chuông, củ hành đỏ cho xào lên mình ăn thôi, mình không ăn ra cơm. Và mình lấy một ít chêm chép lạnh và quay lại với hai ba cái càng cua. Còn cái nước này là nước để thường thường nó để ăn với tôm cocktail á, hoặc là ăn với những cái đồ lạnh này nè. Thì bây giờ mình sẽ ăn và review cho các bạn nghe thử nha. Mình sẽ không review cua là tại vì mình đã nói rồi, mình chỉ review hai món này thôi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ review thử ăn chim chép nha các bạn. Chim chép này thì mình bỏ ít nước ăn cocktail lên và ăn thử. Hey, take care buddy. Thank you so much man. Bye bye. Ngon các bạn. Ngon là nước cà nó trộn dưới một ít mù tạt đó các bạn. Nó có vị cay cay nồng nồng của mù tạt và nó có một tí ngọt ngọt và thơm mùi mùi cà đó, cà tươi á. Còn thứ hai hôm nay tiếc cái là mình không thấy có tôm, có tôm mình sẽ lấy mình ăn cho các bạn thử cho các bạn biết. Nó không có tôm là dặn cọc theo nó không có vậy. Không phải ba, cái đó là salad ba. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái đồ xào nha các bạn. Cái đồ xào nó để tươi vô, nó xào lên một tí dầu ô liu, nó xào lên nó có cải spinach, gọi là cải gì mà tiếng Việt gọi cải spinach là gọi gì? Rau chân vịt hả? Mình không biết. Spinach là rau chân vịt mà mình nói mình không biết. Nói chung là cái cô bé này xào á cũng vừa tới, không có gọi là mềm lắm. Nhưng mà nếu mà cô xào với cơm á thì sẽ ngon hơn. Và mình không thích ăn cơm tại vì nói chung là xào mập nên ăn rau thôi. Ngon. Ok, bây giờ mình sẽ mời các bạn ăn cùng mình bánh ngọt nha. Thử coi nó là cái gì, cái này mình không biết tại vì nó không để cái tên cho nên mình không biết là bánh gì. Cái này là chocolate nha các bạn, cái này là melt chocolate. Ăn thử nha, dứt thêm cái này nữa. Mời các bạn nha. Dẻo dẻo ngon. Nó là bánh bánh phong lan đó các bạn, mà nó bánh phong lan chocolate á, nhưng mà nó làm không phải là dạng khô mà nó hơi dẻo dẻo nha các bạn. Ăn thì mình nên dít một tí cream như nữa là mới ngon nè.
và mình cái này là chocolate nó cuốn lại rồi các bạn, chocolate trắng với chocolate đen, ngon quá. Ok, mình sẽ lát mình sẽ ăn nó sao, giờ mình sẽ review cái món kế tiếp. Cái bánh này mình không biết là bánh gì. Thấy nghĩ là mango quá. Thì nó có bánh bông lan rồi có hai cái layer màu vàng. Ăn thử nha các bạn. Oh, orange chứ các bạn. Cái lớp trên là orange, nhưng orange. Ngon các bạn, không có ngọt các bạn ơi, thấy gì chứ không có ngọt. Mình xài tiểu đường nên mình kiêng ăn ngọt cái lắm mà ngon lắm. Lát mình ăn sao. Bây giờ video đã dài rồi, mình cảm ơn các bạn đã cùng mình trải nghiệm review food. Và đây là khuôn mặt cười, cái miệng thì to giống như mình ăn dữ lắm. Đây là hai con mắt nè, thấy không, đây là cái miệng ăn dữ quá. Giờ bánh này là bánh đăng, mình ăn thử nha các bạn. Có lớp đường mỏng ở trên, ngon. Còn cái này là hồi nãy mình lấy, nó là pineapple ice cream. Mời các bạn ăn nha. Ok, thôi chào tạm biệt các bạn. Để mình ăn hết mấy phần này nha. Bye bye.